Thưa quý vị và các bạn, hôm nay huyện Phù Cử ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Nhờ chủ động đi trước một bước, nắm trước được tình hình di chuyển của các công dân trở về, nên các bệnh nhân này đều đã được cách ly ngay khi về địa phương. Do đó, giảm thiểu được sự tiếp xúc với cộng đồng. Công tác khoanh vùng truy vết cũng không gặp nhiều khó khăn. 3 ca dương tính với COVID-19 ghi nhận sáng ngày 23 tháng 7 tại xã Túng Phan, huyện Phù Cử đều đã được cách ly trước đó tại khu cách ly tập trung của xã. Do đó, ngoài 7 người còn lại trong khu cách ly tập trung được xác định là F1, xã Túng Phan không có F2 nào từ những ca bệnh này. Đây là kết quả của việc chủ động kích hoạt khu cách ly tập trung của xã, liên lạc trước với người ở vùng dịch khi có kế hoạch trở về địa phương thì phải đến thẳng khu cách ly tập trung chứ không về nhà. Sau khi mà có kết quả xét nghiệm dương tính đối với 3 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về để chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái biện pháp phòng dịch trong khu cách ly tập trung. Ngay từ ngày 18 tháng 7, trong công văn hỏa tốc số 606, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử đã yêu cầu các xã, thị trấn kích hoạt các khu cách ly tập trung của địa phương, đồng thời ra soát thống kê được gần 3.000 công dân của địa phương đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, tuyên truyền các gia đình vận động người thân tạm thời chưa trở về địa phương. Nhà tôi trong thời điểm này rất đông người ở trong miền Nam, trong thành phố Hồ Chí Minh, anh em, con cháu. Trong thời tình dịch bệnh này thì công việc ở nhà cũng rất là nhiều, anh em vẫn điện thoại trao đổi và dặn dò là không đi về vì lý do là sợ dịch bệnh lây cộng đồng. Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp với nhiều biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh. Sự chủ động của các cấp chính quyền huyện Phù Cử trong việc xây dựng kịch bản ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh cùng sự nâng cao ý thức phòng dịch của người dân sẽ góp phần hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.